chương một ta là gián điệp một nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio năm mười đại chu vĩnh thái ngày hai mươi ba tháng năm thế mà xuyên việt rồi trở thành tiểu bộ khoái lục phiến môn thuộc vương triều thời phong kiến thân phận hơi thấp có điều không sao cả tạo giấy thổi thủy tin ta đều hiểu đại chu các ngươi chuẩn bị xong chưa thủ phủ của các ngươi tới đây ngày hai mươi bốn tháng năm sau ngày đầu tiên đi làm mới phát hiện thế giới này có tiên, là thế giới tiên hiệp, thủ phủ thì tính là gì? Ta đã sớm quên, ta muốn thành tiên, khoái lạc vô biên, chỉ là vì sao kim thủ chỉ vẫn chưa tới. Ngày 25 tháng 5 Sau khi hoàn toàn tiếp nhận trí nhớ của dân bản địa, đột nhiên phát hiện một chuyện không tốt, ta do cửu đại thượng tông âm cực tông điều động đến đại chu nằm vùng, mục đích là phá hủy vương triều đại chu, mà điều quan trọng nhất chính là ta bị minh ngục đại chú khống chế lại không có kim thủ chỉ. Ngày 26 tháng 5. Sau khi ta cẩn thận nghiên cứu, ta phát hiện một chuyện vui sướng, Minh Ngục đại chú là chuyện của dân bản địa, có liên quan gì với người xuyên việt như ta, liên tục vài ngày không phát hiện ra kim thủ chỉ, sau khi thử qua nhiều loại phương pháp, ta từ bỏ. Ngày 27 tháng 5. Sư phụ Tiện Nghi Âm Cực Tông liên lạc với ta, muốn ta nỗ lực thật tốt, tranh thủ lập công, sớm ngày trở thành ngân chương bộ khoái của Lục Phiến môn đến lúc đó tông môn sẽ không keo kiệt, khen thưởng rất nhiều. Ta chỉ đồng ý qua loa, nếu như vương triều sắp tận thế, ta cũng phải cố gắng một phen, nhưng bây giờ đại chu đang ở thời thịnh thế, trong triều có minh quân, trời yên biển lặng, ta nghe bộ đầu từng nói ngay cả lục phiến môn ta mà âm trực tông cũng đánh không lại. Ngày 28 tháng 5, ta đã tính xong, chờ cho quen thuộc với thế giới này, sau đó giả chết thoát thân đi về phương Nam, rời xa địa bàn của âm cực tông rồi lăn lộn, tin rằng một người xuyên việt cao quý như ta coi như không có kim thủ chỉ, cũng nhất định có thể treo lên đánh dân bản địa của giới này. Ngày 29 tháng 5 Hôm nay ra ngoài bắt trộm, một vị lão huynh bộ khoái bất hạnh gặp nạn, trộm cũng chưa bắt được, hành động cực kỳ thất bại, chỉ là ta phát hiện ra kim thủ chỉ rồi, thì ra hảo hữu tử vong thì có thể gia tăng tu vi. Ngày 7 tháng 6 Nhiều ngày rồi không có viết nhật ký, gần đây vẫn luôn tương đối bận biệu, cộng thêm đều là một số việc lạc vặt, cũng không có ghi chép, hôm nay lại ra ngoài bắt trộm, là kẻ trộm lần trước, lần này chúng ta bắt thành công, nhưng mà lại chết một vị lão huynh bộ khoái, giá trị tu vi 200. Ngày 15 tháng 6 Hôm nay ra ngoài trở về, lại chết một vị lão huynh bộ khoái, sau khi tan làm bị thân nhân người chết chặn lại, tuy nhiên không có bị đánh, nhưng vẫn quá mức tức giận. Là người trong công môn, đây là chức vị rất phong hiểm, bắt trộm hy sinh cũng chẳng phải là chuyện thường xảy ra, cũng bởi vì không đến một tháng ba người cùng ta làm nhiệm vụ bị chết, liền nói là bị ta khắc chết. Còn nói ta là sao chổi? Con người thật quá đáng. Giá trị tu vi 300. Ngày 17 tháng 6. Hôm qua xin nghỉ một ngày, không đi làm, vốn muốn bình tĩnh lại một chút, cũng không nghĩ tới sư phụ tiện nghi tới khiển trách ta một chầu, nói ta ra tay quá hắc có nỗi khổ trong lòng, áp lực lớn, giết một tên giải sầu là được rồi, vì sao lại giết đến ba người, như vậy sẽ dễ dàng bại lộ. Tâm trạng càng không tốt, ta chỉ là một tiểu bộ khoái nha, cái chết của bọn hắn có quan hệ gì với ta? Thế nhân hiểu lầm ta quá sâu. Trong lòng bảo bảo rất ấm ức, ngày 18 tháng 6, vào sáng sớm. Đậu trường sinh nhìn danh sách thuộc tính đơn giản nổi lên lít nha lít nhíp chữ viết. Đậu trường sinh đi tới trước gương đồng, nhìn đôi mắt đen nhánh thâm thúy trong gương, gương mặt lộ ra vẻ lộng lẫy mê người, góc cạnh rõ ràng. Nặng ra nụ cười nhẹ nhẹ, không tệ. Sau khi xuyên việc, tuổi tác khôi phục lại 18 tuổi không nói, eo cũng không đau, còn vô cùng đẹp trai. Nhìn lại trang phục bộ khoái bình thường của mình một chút, cũng không tệ, người đẹp trai thì mặc cái gì cũng dễ nhìn. Quay người cầm yêu đao ở trên kệ, treo ở phần eo, đậu trường sinh chậm rãi đi ra khỏi phòng, sải bước đi đến bộ khoái phòng của chu tước phường kiến trúc bộ khoái phòng của chu tước phường cũng vô cùng đặc sắc cửa ra vào duy nhất là đại môn nằm ở phía nam giữa các phòng có hai cánh cửa sơn màu đen tổng cộng có sáu cánh cửa đây chính là lý do có cái tên lục phiến môn tập hợp toàn bộ tập hợp đậu trường sinh mới vừa tới lục phiến môn đang ăn điểm tâm tại phòng ăn mới ăn một nửa đã bị bắt phải hạ đổ xuống không lâu sau đó đậu trường sinh đã trở lại đội ngũ. Tổng cộng 10 người, mỗi một người đều có thân hình cao lớn, một tay nắm chui yêu đao bên hông, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn về phía trước. Quần áo chỉnh tề, đội ngũ chỉnh tề, tràn ngập một cổ nghiêm nghị ngay ngắn. Không phải tất cả mọi người của lục phiến môn đều là tinh nhuệ, nhưng lục phiến môn ở thần đô tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Vẽ mặt bộ đầu nghiêm túc đi tới, đứng ở trước mặt mọi người, trầm giọng mở miệng nói đầu mối mới nhất khoái kiếm vạn tam bị chúng ta đuổi bắt đang trốn ở bên trong nhà dân phía tây bắc chu tước phường tổng bộ đầu đã có mệnh lệnh người bắt được vạn tam thăng lên thành ngân chương bộ khoái người giết chết thưởng trăm lượng bạc vạn tam sớm đã bị thương bây giờ công lao dễ như trở bàn tay các ngươi có muốn thăng quan phát tài hay không muốn nói to lên một chút muốn bộ đầu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người kích động trong giọng nói tràn đầy khí thế, xem ra sĩ khí đã kích phát, vùng tay lên nói. Xuất phát. Đi ra khỏi bộ khoái phòng, bước lên đá xanh lát trên đường, từng trận gió nhẹ thổi vào mặt, thần sắc kích động của đậu trường sinh tiêu tán, tốc độ hơi chậm lại. Cái quái gì vậy? Vừa rồi mình kích động cái gì cơ chứ? Hiện tại bản thân mình căn bản không cần lập công, tiền tài thì có cũng được mà không có cũng không sao. Người sợ nổi danh heo sợ mập, hiện tại mình chỉ là lâu la tại âm cực tông, ở chỗ sư phụ tiện nghi cũng chỉ là tiểu tốt. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Ta là gián điệp, 2 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thêm một tên cũng không nhiều, thiếu đi cũng không ít. Chỉ cần tìm ra một cơ hội giả chết, âm cực tông cũng không biết, sư phụ tiện nghi cũng sẽ không đi nghiệm thi điều tra. Nhưng sau khi có ấn tượng trong lòng sư phụ tiện nghi, muốn giả chết thoát thân càng khó khăn hơn. Đậu trường sinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bộ đầu, một phen vừa rồi khẳng định không bình thường, mặt không biến sắc, đậu trường sinh đã đi đến cuối đội ngũ. Một đám 11 người, cũng xem như là trùng trùng điệp điệp. Sau khi tới gần chỗ cần đến, bộ đầu giơ cánh tay lên cao, mọi người tạm dừng tiến lên, từng ánh mắt đều nhìn về phía bộ đầu, chờ đợi bộ đầu ra lệnh. Vẻ mắt không ít bộ khoái hưng phấn đã kìm nén không nổi, muốn lập tức bao vây nhà dân phía trước bắt vạn tam lại nhanh chóng thăng quan phát tài cho dù là thăng lên thành ngân chương bộ khoái hay là trăm lượng bạc đều có lực hấp dẫn rất lớn đối với bọn hắn đậu một chữ vừa mới phun ra âm thanh chói tai vang lên đây là một thứ bén nhọn nào đó đang xé rách không khí tạo thành tiếng vang đánh gãy lời nói của bộ đầu đậu trường sinh có thể trông thấy rõ ràng một thanh đại kiếm to bản nặng nề mũi kiếm của nó đã xuyên qua lồng ngực một tên bộ khoái. Đại kiếm xuyên qua từ phía sau lưng bộ khoái, mũi kiếm lộ ra trước ngực, máu tươi chảy xuôi theo mũi kiếm. Vẻ hưng phấn trên mặt bộ khoái bắt đầu trở nên cứng nhắc, thần thái trong con người biến mất, trở nên trống rỗng. Thủ trưởng rộng lớn, giống như kéo một con búp bê dẻ rách, thi thể rơi xuống khỏi đại kiểm, xác chết nặng nề rơi trên mặt đất, máu tươi nhụm lên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người lộ ra hàm răng, giọng nói hùng hậu vang vọng lên. Muốn lấy mạng của lão tử đổi lấy vinh hoa phú quý cho các ngươi. Chỉ dựa vào các ngươi. Cũng xứng sao. Vạn Tam hiện ra vẻ kiêu ngạo, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói mỉa mai vang lên. Các ngươi nghĩ lão tử là những tên hèn nhát kia, giờ phút này trốn chui trốn nhủi chờ đám ưng khuyển của triều đình như các ngươi đuổi bắt sao. Lão tử chỉ sử dụng một thủ thuật nhỏ, cố ý lộ ra tin tức cho các ngươi, quả nhiên các ngươi sốt ruột lập công chủ động đi tìm cái chết trước. Dùng huyết nhục của đám ưng khuyển triều đình các ngươi làm bậc thang để lão tử danh liệt nhân bản, đây là vinh hạnh của đám ưng khuyển triều đình các ngươi. Vạn tam ngươi chỉ là bác phẩm luyện khí cảnh, không nghĩ tới chạy trốn, lại còn dám chủ động khiêu khích triều đình. Ngươi đang tìm cái chết. Ha 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 ha. Vạn tam cười to càng rỡ, âm thanh vang dội. Lão tử chính là vạn tam thiên hạ có hàng vạn cường giả, thứ nhất ông trời, thứ nhì bà đất, thứ ba lão tử. Chúc mừng ký chủ, hảo hữu ít 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 bị nhất kiếm xuyên tâm, giá trị tu vi 200. Râu tóc vạn tam đều dựng lên, chòm râu rậm rạp giống như từng cây kim thép dựng thẳng, thân thể lực lưỡng như cột điện, lúc này nổi giận giống như là một mảnh hổ sơn lâm gào thét. Trên cánh tay tráng kiện, ống tay áo đã cuốn lên lộ ra một đoạn cánh tay, da thịt màu đồng cổ giống như được bôi lên một lớp dầu mỡ trong lòng bàn tay to lớn đang nắm một thanh chui kiếm nặng nề đây là một thanh trọng kiếm chế tạo từ huyền thiết nặng ít nhất mấy trăm cân kiếm nhận vô phong giống như là một cục kiếm phôi chưa được trèn đúc một thanh huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân quơ múa ra kiếm ảnh đầy trời tốc độ nhanh đến mức cực hạn chỉ có sai tên không có sai ngoại hiệu vạn tam biểu hiện ra rõ ràng và vô cùng nhường nhuyễn hai chữ khoái kiếm. Lấy lực đạo của huyền thiết trọng kiếm nặng mấy trăm cân, kèm tốc độ không gì sánh kịp, giống như một tôn sát thần đi đến đâu không ai ngăn cản nổi. Một đám bộ khoái đều là tinh nhuệ, toàn bộ đều có tu vi trong người, võ đạo đã nhập phẩm, là cửu phẩm đoán thể cảnh. Võ đạo trong thiên hạ chia ra cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Ba phẩm là một giai, chia ra thượng trung hạ thường tam phẩm và trung tam phẩm không nói hà tam phẩm là thất phẩm ngưng cương bát phẩm luyện khí cửu phẩm đoán thể bộ đầu đã là bát phẩm luyện khí cảnh cảnh giới bằng với khoái kiếm vạn tam xuất lĩnh đông đảo bộ khoái cửu phẩm đoán thể cảnh cộng thêm vạn tam đã bị thương trận chiến này là chuyện đã mười phần chắc chính nhưng không ngăn nổi loại hào khí vượt mây trời sinh chiến thần này của vạn tam thực lực bản thân có thể phát huy ra một trăm phần trăm một trăm hai mươi phần trăm siêu việt cực hạn của bản thân. Yêu đao trong tay đậu trường sinh va chạm chính diện một lần với huyền thiết trọng kiếm, một cổ lực đạo không thể ngăn cản truyền đến từ yêu đao, hổ khẩu chấn động, hai tay bắt đầu rung lên. Đậu trường sinh có thể trông thấy rõ ràng, phía trên huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân kèm theo một tầng khí mang, đây chính là khí đặc thù của bác phẩm luyện khí cảnh. Cửu phẩm đoán thể cảnh vẫn là thể xác phạm tục, nhưng kế tiếp thai ngén khí chủng, sinh ra khí cảm, thu hoạch được lực lượng khí siêu phàm. Khí vô cùng huyền diệu, có thể tăng cường công kích và phòng ngự, vạn tam có thể vung vẩy tự nhiên huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân này chính là nhờ vào khí. Hai tay hắn rung lên, đậu trường sinh bị lực lượng phản chấn. Bạch bạch bạch. Đậu trường sinh lui về phía sau liên tiếp bảy bước. Mỗi bước đều để lại dấu giày lõm xuống trên mặt đất, nhất là một bước cuối cùng, giày của hắn đã lún sâu vào dưới mặt đất. Tốc độ nhanh, lực lượng lớn. Đây chính là công kích của vạn tam. Không có bất kỳ chiêu thức màu mè hoa mỹ gì, nhưng vô cùng có tác dụng. Nếu không phải gần đây nhờ vào kim thủ chỉ, thực lực đã tăng đến cửu phẩm đoán thể cảnh đại thành, một kiếm cùng bạo vừa rồi cũng đủ để phế bỏ đầu Trường Sinh, khiến đầu Trường Sinh mất đi năng lực chiến đấu. Đầu Trường Sinh nhìn về phía bộ đầu, đồng thời mở miệng hô. Đầu lĩnh, không thể địch lại. Các ngươi rút lui! ta cắt đuôi. Đậu trường sinh la to, truyền khắp bốn phương tám hướng, người xung quanh đều nghe thấy, nhìn thấy. Không nghĩ tới thực lực của vạn tam lại mạnh như vậy, muốn dựa vào bọn hắn để bắt vạn tam là điều không thể. Chỉ là đây cũng không phải chuyện xấu, bây giờ trong bộ khoái phòng chu tước phường bàn tán quá nhiều lời đồn đại về mình, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thay đổi thái độ đánh giá của họ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 tâm tính sụp đổ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Audio chỉ cần mình lựa chọn cắt đuôi, ngăn cản vạn tam để bộ khoái còn sống thành công thoát đi. Có sự tích lâm nguy cắt đuôi, không sợ sinh tử, cái gì mà sao chổi hay nói xấu đều sẽ biến mất hết. Tốt, ta và ngươi ở lại, những người khác rút lui. Bộ đầu không phản bác, trong ánh mắt nhìn về phía đầu trường sinh tràn ngập vẻ tán thưởng ánh mắt bộ khoái còn lại nhìn về phía đậu trường sinh cũng thay đổi. Trong nháy mắt ấn tượng của đậu trường sinh trong lòng bọn họ đã được thăng hoa, từ sau chổi ai gặp cũng ghét trở thành đại anh hùng được kính trọng nhất. Bộ đầu cũng không rời đi, mà chọn ở lại cùng đậu trường sinh cắt đuôi, cũng là sợ đậu trường sinh cản vạn tam không được. Dù sao đậu trường sinh chỉ là cửu phẩm đoán thể cảnh, vạn tam đã là bác phẩm luyện khí cảnh, hai bên chênh lệch một đại cảnh giới, đây là suy nghĩ bình thường đậu trường sinh cũng không giải thích bản thân mình nắm chắc có thể giữ được tính mạng bỏ chạy thành công dù sao sự tình về kim thủ chỉ là bí mật tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng ha 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 tiếng cười tàn phá bừa bãi truyền đến râu tóc vạn tam đều dựng như một mảnh hổ sơn lâm gào thét đôi mắt mang đến áp lực mạnh mẽ khinh miệt nói trốn các ngươi trốn được sao thật sự cho rằng vừa rồi lão tử công kích là vô dụng chăng Vạn tam mở miệng rộng, gào to như tiếng sấm, truyền đi bốn phương tám hướng. Âm thanh tạo thành khí lãng, quét ra xung quanh. Thân thể những bộ khoái đứng mũi chịu sào rung lên, màng nhĩ bị chấn nát, khuôn mặt hiện ra vẻ đau khổ vặn vẹo, tự như toàn thân đang chịu khổ hình. Ba vị bộ khoái đã ngã xuống đất, còn có bốn vị bộ khoái đang ôm lấy hai tay, huyết dịch bên trong màng nhĩ chảy xuôi, nhỏ xuống từ khe hở của ngón tay, người như nến tàn trong gió, nghiêng trái vẹo phải dáng người vạn tam lực lưỡng, một bước phóng ra bằng hai bước của người thường, tay cầm huyền thiết trọng kiếm quét ngang. Giống như một cơn gió xoáy, bốn kiếm liên tục nhanh chóng, bốn tên bộ khoái như bị xé ra từng mảnh, đã biến thành một đống thi thể, chân cục tay đứt trải đầy đất. Chúc mừng ký chủ, hảo hữu xxx bị một kiếm chặt đứt, giá trị tu vi 200. Chúc mừng ký chủ, nội tạng của hảo hữu xxx bị chấn nát, giá trị tu vi 200 chúc mừng ký chủ, tâm mạch của hảo hữu xxx bị chấn nát, giá trị tu vi 200. Tin tức không ngừng hiện ra, hiện lên màn hình lít nha lít nhít, xuất hiện 8 cái tin tức, lại thêm một bộ khoái chết lúc đầu, tổng cộng đã chết 9 người. Toàn bộ 10 tên bộ khoái, một tên bộ đầu, bỏ mạng 9 người, còn thừa lại hai người. Trên dưới toàn thân vạn tam nhùm máu tươi, chồng râu cũng dính máu, ri mép đỏ như máu theo vạn tam thở dốc kịch liệt mà không ngừng lên xuống. Mắt đậu trường sinh nhìn về phía vạn tam như muốn toát ra, lỗ tai nhất thời u u, bởi vì cách vạn tam xa nhất, cộng với đậu trường sinh đã là đoán thể cảnh đại thành, âm ba nộ hống bạo phát đột ngột này tạo thành thương tổn cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng trong rất nhiều bộ khoái, cũng chỉ có đậu trường sinh và bộ đầu còn sống, lần này không những không thể rửa sạch lợi bêu xấu sao chổi, ngược lại sẽ càng thêm chắc chắn. Hận ý của đậu trường sinh đối với vạn tam đã bắt đầu tăng lên thẳng tắp như bão tố đi. Bộ đầu phóng ra hai bước, lớn tiếng gọi đậu trường sinh, trực tiếp lựa chọn rút lui, vạn tam này quá hung hãn, quá giả mang, trong lòng bộ đầu đã xuất hiện bóng ma, không còn chút lòng tin nào. Vạn tam thở hỗn hỉnh, tinh thần không còn như lúc đầu, thần thái hơi uể oải, tinh thần tương đối mỏi mệt, một tiếng gầm đột ngột bùng nổ đã tiêu hao vô cùng lớn đối với tinh khí thần của bản thân. Gánh huyền thiết trọng kiếm trên bờ vai, sải bước xông ra. Hiển nhiên tốc độ chạy trốn của bộ đầu không nhanh bằng vạn tam, mà đậu trường sinh cũng không có lòng tin chạy nhanh hơn vạn tam. Chúc mừng ký chủ, hảo hữu ít 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 bị một kiếm đâm thủng ngực, giá trị tu vi 500. Tâm tính sụp đổ rồi. Đây là sợ hắn không đủ mạnh sao. Đây là đang ép hắn, bức bách đậu trường sinh phản sát nha. Trời xanh không mây, mặt trời hừng hực treo cao. Tại góc hẻo lánh chu tước phường, trên đường bùn đất, lồng ngực vạn tam chập trùng, tiếng thở dốc kịch liệt không ngừng truyền ra, âm thanh kia giống như ống thổi bị hỏng, cứ như bị bệnh tật nặng. Huyền thiết trọng kiếm không có lưỡi kiếm được vạn tam hơi cật lực trút ra từ trên thi thể bộ đầu. Vạn tam cắm huyền thiết trọng kiếm trên mặt đất, mũi kiếm đâm sâu vào trong đất, giống như quải trượng chống đỡ thân thể lực lượng cao lớn của vạn tam, cho dù cực kỳ mệt nhọc thì thắt lưng cũng thẳng tắp, không để cho mình lộ ra một mặt xấu xí chòm râu và khuôn mặt dính máu tươi như ác quỷ tu la bò từ bên trong địa ngục ra ngoài. Nụ cười khinh miệt phối hợp với máu tươi dữ tợn đáng sợ, âm thanh rét lạnh vang lên. Con sâu nhỏ, chỉ còn lại một mình ngươi. Quy xuống gọi Gia Gia. Tâm tình lão tử tốt có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Thân sắc đậu trường sinh cực kỳ khó coi, lúc này đậu trường sinh đã không thể chi phối thế cục. Trừ khi là muốn chết, nếu không thì phải hăng hái phản kháng cho nên đậu trường sinh không có lựa chọn. Tâm tính triệt để sụp đổ. Ai có thể nghĩ ra nhiệm vụ tốt như vậy lại có kết quả như thế này? Nhân vật Đậu trường sinh, thiên phú Không, cảnh giới Đoán thể đại thành, giá trị tu vi Ba nghìn, võ học Võ kinh đoán cốt thiên, lưu tinh thất đao trảm, thiên ở đây là sách, phần Ba nghìn giá trị tu vi, đây đã là một con số lớn, là thứ đầu trường sinh không dám tưởng tượng, nhưng hôm nay lại xuất hiện, mà lần này lại còn nhận được một cái thành tựu. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu đoàn diệt tiểu đội, thu hoạch được thành tựu đặc thu. Thập nhân trảm, thập nhân trảm. Lần đầu đoàn diệt tiểu đội 10 người phe mình. Khen thưởng một cái bảo rương màu trắng. Đinh, bảo rương lần đầu nhận được sẽ được tăng trị gói quà tân thủ, đã thăng cấp thành bảo rương màu tím. Mời ký chủ không ngừng cố gắng trời má, còn không ngừng cố gắng. Đây có phải là tiếng người hay không? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Vì sao bức ta? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đậu trường sinh không hề trì hoãn thời gian, trực tiếp lựa chọn mở bảo rương. Một đạo quan mang ầm vang nở rộ, giống như pháo hoa vạch phá đêm tối, mỹ lệ, đại khí, sáng chói mắt. Màu trắng, màu xanh biếc, màu xanh lam màu tím màu cam năm màu đang vào một chỗ tạo thành pháo hoa mỹ lệ năm phẩm cấp phổ thông ưu tú tinh xảo sử thi truyền thuyết tương ứng với năm màu trắng xanh lá xanh lam tím cam sau cùng màu xanh lá xanh lam và màu cam biến mất không thấy gì nữa màu tím bắt đầu lớn mạnh sau cùng trong tầm mắt đậu trường sinh hoàn toàn là màu tím đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được đao đạo tông sư, đao đạo tông sư, thiên phú. Chủ động, phẩm cấp. Sử thi, giới thiệu. Vì đao mà sinh, quy lực mỗi một đao của ngươi đều sẽ gấp bội. Chú thích. Nhiều nhất 9 lần. Đây không phải nhân đôi liên tiếp, mà là tại cơ sở vốn có, nói cách khác vung ra đao thứ 9 cũng chính là tăng cường 9 lần quy lực. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh đao đạo tông sư kinh khủng đáng tiếc đây là chủ động có thời gian hạn chế nếu như bị động thì mới là vô địch tuyệt đối là cấp bậc màu cam truyền thuyết phối hợp với các đao đạo tông sư thì lựa chọn ở lưu tinh thất đao trảm là tốt nhất từ đầu đến cuối lưu tinh thất đao trảm cũng chỉ có một đao coi trọng một chữ nhanh một môn võ học nhìn như đơn giản tuy nhập môn đơn giản nhưng lại khó có thể thông thạo cái này cần một đao nhanh hơn một đao lưu tinh thất đao trảm nhập môn giá trị tu vi, 200, 500, lưu tinh thất đao trảm giá trị tu vi, 300, thấy lưu tinh thất đao trảm tiểu thành, trong đầu đậu trường sinh hiện ra đủ loại ký ức, đó là ký ức đổ mồ hôi như mưa, toàn thân trên dưới nổi gân xanh. Ký ức vung vẩy yêu đao tràn vào bắp thịt, bên trong da mô đã tạo thành trí nhớ cơ bắp. Lưu tinh thất đao trảm tiểu thành có thể trong nháy mắt chém ra ba đao, sau đại thành thì có thể chém ra bảy đao. Nhưng đó cũng không phải là cực hạn, nhìn xem một hàng chữ viết. Lưu tinh thất đao trảm, tiểu thành. Giá trị tu vi, không, 800, nhìn xem giá trị tu vi tiêu hao, từ tiểu thành đến đại thành cần 800 giá trị tu vi, đậu trường sinh không có ý định hao tổn khoản giá trị tu vi này. Sau khi lưu tinh thất đao trảm, tiểu thành đã hoàn toàn đầy đủ, đậu trường sinh khẳng định không thể khiến đao đạo tông sư tăng phúc quy lực 9 lần. Sau khi thu hoạch được thiên phú này, đậu trường sinh đã có cảm ngộ bản thân kiên trì nhiều nhất đến cấp độ đau thứ hai, đau thứ ba thì phải liều mạng, cũng có thể lưu lại một chút di chứng về sau. Thiên phú đao đạo tông sư rất mạnh, nhưng ai bảo thực lực đậu trường sinh yếu làm gì, loại tăng phúc này có tổng cộng 9 lần, chính là năng lực đại hậu kỳ. Đợi đến thượng tam phẩm tông sư, tăng phúc 9 lần, một đao phá núi, đoạn sông cũng không phải là việc gì khó. Võ Kinh đứng đầu bách kinh của Đại Chu, cả sách chia ra đoán thể, luyện khí, ngưng cương trong đó liên quan đến thần thông và dị thuật cả sách chữ nào cũng là châu ngọc chính là khoáng thế tuyệt học người có thể đọc cả sách trong thiên hạ lác đác không có mấy ai cho dù là đoán cốt thiên cũng đã bao gồm luyện bị nhục bên ngoài và nội tạng bên trong liên quan đến trang công và thổ tức pháp còn có bộ pháp cũng có giá trị liên thành tất cả học giả đều phải thắp ba nén hương lễ bái thái tổ hoàng đế lập tâm ma đại thệ không thể truyền ra ngoài Võ Kinh đoán Cốt Thiên Đại Thành, giá trị tu vi không 2.500. Sau Đại Thành Võ Kinh đoán Cốt Thiên còn có viên mãn nữa, giá trị tu vi yêu cầu cũng cực kỳ khủng bố, trực tiếp yêu cầu 2.500 giá trị tu vi, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn có ý định bỏ ra phần giá trị tu vi này. Võ Kinh mới là nền tảng, với việc tiêu hao tu vi, giao diện đã được đơn giản hóa. Võ Kinh đoán Cốt Thiên viên mãn như có một luồng điện lạnh lẽo bắt đầu thẩm thấu vào từng bắp thịt và làn da toàn thân khẽ rung lên tổn thương sóng âm gầm thét dường như bị xóa sạch trong tích tắc tinh thần sụt sôi thể trạng cơ thể tốt chưa từng có đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên phú mới hàng xương chi thể đậu trường sinh cẩn thận cảm nhận thực lực mình tăng trưởng sức mạnh được nâng cao lên đáng kể mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với cách đây không lâu Đậu trường sinh ngước mắt nhìn vạn tam ánh mắt lạnh lùng tiến lên phía trước một bước vạn tam duỗi thẳng thắt lưng hơi thở vẫn gấp gáp nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn sau khi nghỉ ngơi một lát rõ ràng đã khôi phục rất nhiều khí lực vương tay nắm lấy huyền thiết trọng kiếm rút ra khỏi bùn đất cười lạnh tiến lên nói con sâu bọ làm sao muốn chết sao mở đao đạo tông sư lưu tinh thất đao trảm để nhất trảm một đạo bạch luyện cắt ngang bầu trời, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng mặt trời, hàng quang sông lên tận thiên không. Một đao rơi xuống nhanh như sao băng. Vung huyền thiết trọng kiếm ra, tạo thành từng trận khí lãng, gió rít tới trước nhưng lại bị yêu đao xé rách, đao lớn đao nhỏ va vào nhau. Yêu đao nhỏ bé nhưng lại vững như bàn thạch, huyền thiết trọng kiếm dày rộng giống như tung bay, lập tức nghiêng lệch. Một đao, hai người cân sức ngang tài. Đậu trường sinh không dám tin nhìn vạn tam, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi giành được danh vọng sau khi chiến thắng rồi rời đi không phải tốt sao? Tại sao phải giết người, tại sao tạo áp lực cho ta? Để cho ta lâm trận đột phá. Hàng quang lấp lóe lại xẹt qua bầu trời một lần nữa, rơi xuống cùng với tiếng gầm. Quy lực lại tăng gấp đôi. Vì sao? Một đao chém ngang không trung. Như sao băng sáng chói, tách ra tia sáng chói mắt đao thứ hai của ở đao đạo tông sư, quy lực của nó đã là gấp đôi quy lực cơ sở. Võ kinh đoán cốt thiên đã đạt đến viên mãn, khoảng cách đến bát phẩm luyện khí cảnh chỉ còn một bước, quy lực đao đầu tiên đậu trường sinh vung ra tăng gấp đôi, đã đủ để sánh ngang với bát phẩm luyện khí cảnh. Quy lực của đao thứ hai này, ở trong bát phẩm luyện khí cảnh đã là không kém. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Đạo đức giả, không quan tâm đến lòng người. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đột nhiên vạn tam thấy đậu trường sinh bạo phát, trong lúc chính diện chống đỡ, huyền thiết trọng kiếm nghiêng lệch về phía sau, cánh tay tráng kiện run run, phần lưng gồng lên giống như là túi khí, huyền thiết trọng kiếm dơ lên được một nửa. Vạn tam hiện ra thần sức cố sức, vùng quanh huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân, đây là một sức nặng không nhỏ. Miệng hơi mở ra, cùng phối hợp với mũi, hít thở sâu một hơi, sau đó trùng điệp thở ra, phun ra một đạo khí màu trắng. Bên trên huyền thiết trọng kiếm hiện ra từng tia sợi khí giống như là nước chảy, không ngừng lưu chuyển, sau cùng giống như con nhím xù lông lên tạo thành từng khí mang thẳng đứng. Bạo khí. Khí liên tục không ngừng, không ngừng được tiết ra. Giống như là đê đập giữ nước, đột nhiên xuất hiện một khe, dòng nước theo khe trào ra ngoài. Kiếm thể của huyền thiết trọng kiếm màu đen, đã biến thành màu xanh đen vốn dĩ cảm thấy huyền thiết trọng kiếm rất nặng, lúc này vạn tam cảm thấy ở trong tay trở nên nhẹ như lông hồng, sau khi được bao trùm một tầng khí, huyền thiết trọng kiếm nhanh như ti chớp, xé rách không khí, sinh ra âm thanh nổ vang như sấm sét. Oanh! Hai thanh kiếm nhanh đụng vào nhau. Khí mang bao trùm trên huyền thiết trọng kiếm, bắt đầu phai mờ từng khúc một, khí mang đã phai mờ hơn phân nửa, lộ ra kiếm thể màu xanh nhạt của huyền thiết trọng kiếm. Huyền thiết trọng kiếm không ngừng chấn động, một tiếng xoát truyền ra, ống tay áo ở cổ tay vạn kiếm được cuốn lên, đã hoàn toàn bị dư âm đập vào xé nát. Trên cánh tay tráng kiện, xuất hiện từng đường chém, giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vạn tam liên tục lùi về phía sau năm bước, sắc mặt đã trắng bệt, trong miệng truyền ra cổ mùi tanh, theo bản năng muốn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cuối cùng bị vạn tam ngăn lại, miệng khép chặt, không muốn thành trò hề, muốn cưỡng ép nuốt ngụm máu tươi này xuống nhưng cuối cùng thất bại, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi khóe miệng. Vạn Tam không dễ chịu, ở chỗ đầu trường sinh cũng không ổn. Yêu đau dài ba thước, thân đau chật hẹp, chui ngắn. Lúc này lưỡi đau sắc bén, đã xuất hiện khe nước, vị trí cùng va chạm với huyền thiết trọng kiếm cứ thế mà vỡ ra. Trên dưới toàn thân rơi vào trầm mặt, đao đạo tông sư chủ động chém ra hai đao, mỗi một đao đều tiêu hao lượng lớn thể lực, tiết tấu hô hấp đã lộn xộn, miệng hơi mở ra, chỉ dựa vào mũi hô hấp để hít không khí vào đã không đủ khụ 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 âm thanh ho khang liên tục vang lên máu và nước bọt trong miệng vạn tam trộn lẫn với nhau theo miệng há mở chảy ra ngoài đậu trường sinh hít sâu một hơi bước về phía trước một bước yêu đau trong tay lại dơ lên lần nữa lưỡi đau yêu đau xuất hiện lỗ hổng mạnh mẽ chém xuống đau thứ ba đau đạo tông sư nhân lúc hắn bị thương đòi mạng hắn đậu trường sinh thừa thế truy kích, quy lực lần này gấp ba lần. Một đao vung ra, nhấc lên khí lãng, khí lãng cuồn cuộn chuyển động, giống như gió trong bão tố gào thét đi đến. Khí lãng như đao nhỏ, bắt đầu bao phủ vạn tam, vạn tam lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này đã không có tinh lực đi quan tâm có thành trò cười hay không. Một bàn tay rộng thô ráp liên tục gõ ba cái vào một vị trí trên ngực, sắc mặt trắng bệch hiện ra vẻ ứng hồng vốn dĩ tinh khí thần đã sụp đổ bây giờ như núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát trong đan điền khô cạn khí lại không ngừng liên tục sinh ra một lần nữa da thịt bên ngoài phòng lên dường như có ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện giống như là một người sắt được chế tạo bằng thép gió bão tố cứ như thế bị chặn lại khí mang của huyền thiết trọng kiếm kéo dài trong nháy mắt lại bao trùm huyền thiết trọng kiếm một lần nữa khí mang trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lúc này đã không còn nhìn thấy huyền thiết trọng kiếm nó xuất hiện giống như là một khí kiếm được tạo thành từ khí mang. Khí mang rời khỏi cơ thể, đây là tiêu chuẩn của bác phẩm luyện khí cảnh đại thành. Thất phẩm ngưng cương cảnh, rõ ràng nhất cũng là cương khí rời thể, trong vòng 10 mét giết người trong vô hình. Khí mang rời thể, có nghĩa là phải hóa thành cương khí. Vận dụng một loại dị thuật nào đó, cố gắng đè thương thế xuống, khôi phục được 7-8 phần thực lực ở thời kỳ đỉnh phong. Một đau kia, bẻ gãy nghiền nát. Yêu đao trực tiếp chém vào khí mang, chấn động vào huyền thiết trọng kiếm, huyền thiết trọng kiếm văng khỏi tay vạn tam, huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân rơi xuống đất đập ra một cái hố sâu. Yêu đao từng bước từng bước tiến lên, khí mang từng tất từng tất phai mờ. Cho đến cuối cùng yêu đao lao đến trước mặt vạn tam, một đao này khí thế hung hãn, muốn chém vào cổ vạn tam, một đao đứt đầu. Vạn tam là đèn đã cạn dầu, thân thể hơi né tránh một chút, yêu đao chém trúng bả vai vạn tam. Bả vai tương đối cứng rắn, giống như là chém trúng sắt thép, đây là khí phòng ngự. Đậu trường sinh hô hấp dồn dập, thở hỗn hển. đao đạo tông sư đã đóng lại, vạn tam không cách nào chống đỡ được đao tiếp theo, lúc này hô hấp đã yếu ớt, nhưng vẫn còn sống. Sinh mạng này rất ương ngạnh, lúc này giống như là huyết nhân nhưng vẫn chưa chết. Đậu trường sinh vừa mới rút yêu đao ra, yêu đao dơ lên được một nửa, cổ tay đã bị túng lại. Đậu trường sinh giật mình, theo bản năng dùng lực tránh thoát, nhưng bàn tay túng lấy cổ tay hắn giống như là kiềm sắt, cho dù đậu trường sinh giãy dụ như thế nào cũng không hề động đậy được. Kinh hải nhìn người đến, đây là một nam tử trung niên mặc chữ quốc, trên cầm có chòm râu, người mặc quần áo kỳ lân, không giận mà nghiêm. Đậu trường sinh thả lỏng vẻ sợ hãi, người đến là tổng bộ đầu chu tước phương. Tổng bộ đầu duỗi lỏng tay đậu trường sinh ra, lạnh nhạt nói. Yên tâm, chết nhiều huynh đệ như thế, sao có thể để cho hắn dễ dàng chết đi? Đến thiên ngục, hắn sẽ biết cái gì là sống không bằng chết. Lần này, ngươi làm khá lắm, bắt sống vạn tam, đương nhiên ta sẽ ban thưởng không keo kiệt, sẽ xin công cho ngươi. Đi về nghỉ ngơi đi ngày mai đến gặp ta. Sau khi tổng bộ đầu nói xong, bắt đầu đưa tay chỉ huy bộ khoái, chuẩn bị xử lý hiện trường chém giết này. Đậu trường sinh duỗi tay nắm lấy yêu đao đã nứt, không biết có phải ảo giác không, đầu trường sinh luôn cảm thấy vị tổng bộ đầu này có chút sợ hắn, không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Cửu U Chi Khí Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đậu trường sinh khẽ lắc đầu, đây là ảo giác, người ta là một trong 36 tổng bộ thần đô, đây là đại nhân vật thực lực trung tam phẩm. Sao có thể sợ một người cửu phẩm nho nhỏ như hắn? nhìn bóng lưng tổng bộ đầu đậu trường sinh lại lắc đầu đều nói tổng bộ đầu chu tước phường đối đãi với người khác rất ôn hòa tương đối mà nói rất thích nói chuyện với cấp dưới là một lãnh đạo tốt bây giờ xem ra là được người khác tô vẽ cho đẹp đây rõ ràng là không vui lòng nói chuyện với cấp dưới đạo đức giả không quan tâm lòng người trong lòng đậu trường sinh mắng một câu sau khi về trong nhà vốn dĩ thần sắc của đậu trường sinh tản mạng lập tức trở nên nghiêm túc nhanh chóng đóng cửa phòng lại sau đó cung kính cúi đầu nói đệ tử cung nghênh sư tôn pháp giá giáng lâm gian phòng bố trí đơn giản giường chiếu kê gần vách tường phía trên phủ đệm chăn dựa vào vị trí đầu giường là một cái bàn phía trên bầy giá bút và bút lông nghiên mực và giấy đều đặt chỉnh tề ở một bên lúc này trong gương đồng ở trên khung hiện ra một gương mặt phát ra ánh sáng mơ hồ đậu trường sinh cúi đầu với gương đồng hình ảnh xuất hiện trong gương đồng bắt đầu xảy ra thay đổi, thiếu nhiên tuấn tú, giống như sống lại, hoàn toàn khác biệt với tư thái của đậu trường sinh. Thần sắc đậu trường sinh nghiêm túc, nhưng đậu trường sinh ở trong gương đồng lại nở nụ cười. Tình cảnh này nếu như xảy ra vào lúc 12 giờ đêm, gương đồng biến thành kính pha lê, hình ảnh sẽ càng thêm rõ ràng một chút, thì đây chính là ống kính kinh điển trong phim kinh dị. Hình ảnh đậu trường sinh trong gương đồng đang không ngừng thu nhỏ, đây giống như là ống kính đang kéo dài khoảng cách sau cùng toàn thân xuất hiện ở trong gương đồng trong gương đồng là một đỉnh núi một gốc cây cao lớn giống như trụ trời cành lá tán cây rậm rạp như lọng che bóng người đang đứng sừng sững dưới tán cây trông có chút nhỏ bé cuối cùng tầm mắt bắt đầu khôi phục đến một vị trí thích hợp có thể nhìn thấy rõ ràng từng hành động trong gương đồng cảm nhận được sự biến hóa của cảm xúc nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy được tướng mạo của đối phương vị người của âm cực tông môn này chính là sư phụ bỗng nhiên có được của đậu trường sinh thay đổi thái độ nghiêm khắc lần trước lần này dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía đậu trường sinh vỗ tay tán thưởng nói trường sinh con làm không tệ không hổ là đệ tử vi sư coi trọng nhất lần trước là vi sư hiểu nhầm con hóa ra không phải con giết người tìm niềm vui mà chính là để làm nền cho hành động lần này âm thanh của sư phụ càng ngày càng hưng phấn ánh mắt cũng phát ra vẻ nóng rực, giống như là nhìn thấy Trân Bảo vậy. Lần hành động này của các ngươi, nếu như thành công bắt được vạn tam, công lao sẽ được chia cho tập thể, đến lúc đó nhiều nhất tăng thêm được một số tư lịch, thu được một ít tiền bạc khen thưởng. Công lao lớn nhất sẽ quy về bộ đầu, nhưng trường sinh con có thể hại chết tất cả bọn họ, đương nhiên công lao này sẽ là của một mình con. Có mấy lần trước làm nền, lần này là chuyện đương nhiên, sẽ không ai cảm thấy con cố ý hành động cũng không sợ bị điều tra cái gì gọi là hại chết đậu trường sinh không khỏi mở miệng nói con không hại bọn họ đúng 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 sư phụ lập tức đổi giọng không hề phản bác mà trực tiếp nói theo lời của đậu trường sinh bọn họ đều là bị vạn tam giết chết không có bất cứ quan hệ gì với trường sinh con con đậu trường sinh vừa mới muốn mở miệng đã bị sư phụ ngắt lời không cần giải thích nhiều ta hiểu. Trong lòng sư phụ kinh tháng một câu, không ngờ được trong nhóm người làm gián điệp này, lại có nhân tại tâm tư kín đáo. Nếu như có thể tự lừa gạt chính mình, rồi đi lừa gạt người ngoài, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, nụ cười của sư phụ càng thêm rực rỡ. Chuyện sao chổi này, thật sự là tác phẩm của thần mà. Có chuyện này làm yểm hộ, về sau hành động sẽ càng thêm thuận tiện, cho dù chết một số người cũng là rất bình thường. Sư phụ nói đến hiện ra vẻ bất mãn, bắt đầu chỉ trích nói. Các đời trước đều điều động gián điệp đến nằm vùng ở Đại Chu, vì để không bại lộ, biểu hiện còn trung thành với quan viên Đại Chu hơn. Thậm chí còn giết không ít người của tông môn mình, để tẩy thoát hiềm nghi của bọn họ. Uy danh lục phiến môn nhiều năm không đổ như thế, không biết có gián điệp của mấy nhà, vì để không bại lộ tuyệt đối trung thành làm việc, tạo thành uy danh hiển hách của lục phiến môn. Chỉ dựa vào bọn họ phá hủy Đại Chu, đời này là không thể nào nhưng trường sinh con thì khác nhìn xem lúc này mới bao lâu mà lục phiến mô đã chết mười mấy người muốn phá hủy đại chu vẫn phải dựa vào thầy trò chúng ta trong lòng đầu trường sinh liên tục thở dài nhìn thấy sư phụ bỗng dưng có được này đang hiểu lầm nhưng lại không có cách nào mở miệng giải thích nói những thứ này đều không phải mình làm sợ rằng vị sư phụ này sẽ thẹn quá hóa giận một đau chém mình chỉ có thể đâm lao phải theo lao không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chuyện sao chổi, đậu trường sinh không nhận, đây chỉ là trùng hợp. Lần này bắt vạn tam lập được công lao, thăng làm ngân chương bộ khoái là chuyện mười phần chắc chính, đương nhiên tông môn ban thưởng sẽ không keo kiệt. Bây giờ, con là đoán thể đại thành, bước tiếp theo sẽ là thai ngén khí chủng, sinh ra khí cảm, đột phá đến bác phẩm luyện khí cảnh. Cửu phẩm không cần nói nhiều, con chủ tu võ kinh đoán cốt thiên của lục phiến môn, đây là thái tổ đại chu hội tụ võ học trăm nhà mà sáng chế ra các đời tiên hoàng phía sau triệu tập tông sư thiên hạ sửa đổi xóa là không thể nào xóa đổi cũng không thể đổi cho dù hoàng tử hoàng tôn cũng giống hệt với con nhưng bác phẩm luyện khí cảnh rất quan trọng khí vùng vặt lẽ tẻ không ít hơn ba ngàn loại nhưng khí có mạnh có yếu chính thức có thể trổ hết tài năng lại chỉ có một trăm linh tám loại huyền âm chi khí của âm cực tông ta xếp hạng thứ 24, là hiếm thấy trên đời. Nhưng khổ nổi trường sinh con không thể tu huyền âm chi khí, có điều cửu u chi khí cũng không yếu, xếp hạng thứ 27. Năm đó cửu u minh giáo là đại tông trên thế gian, cũng do dựa vào cửu u chi khí tung hoành thiên hạ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Bác Phẩm 1 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Bác phẩm luyện khí cảnh quan trọng tạo căn cơ, tương lai ngưng cương, luyện pháp đều rất mạnh mẽ, bên trong cùng cấp có ít người địch được. 1808 loại khí, 20 vị trí đầu chính là cấm kỵ, có tạo hóa lớn nhưng lại bị trời đố kỵ. Cho nên khí ở 20 vị trí đầu, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhanh chóng biến mất, tiên thiên không còn chỉ có thể để cho hậu thiên thu hoạch. Như huyền y chi khí xếp hạng thứ 16, chính là cửu u chi khí và huyền âm chi khí dung hợp mà thành, còn về phần khí ở 10 vị trí đầu ngàn năm chưa từng sinh ra. Đậu gia chính là một trong những hậu nhân của Cửu U Minh giáo, tu cửu u chi khí sẽ không để cho người khác hoài nghi. Lại lập thêm công trở thành Kim Chương bộ khoái, tông môn sẽ ban thưởng huyền âm chi khí, nếu như Trường Sinh con có thể dung hợp cửu u chi khí và huyền âm chi khí thành khí huyền u thì có thể trở thành chân truyền đời thứ 9 của Âm cực tông âm cực tông ta là chính đại thượng tông, ban thưởng chưa bao giờ keo kiệt, huyền công, thần thông, dị thuật, linh bảo, không thiếu cái gì. Âm thanh biến mất không thấy gì nữa, gương đồng bộc phát ra ánh sáng, trong đầu đậu trường sinh xuất hiện một phần luyện khí pháp chữ như châu ngọc. Điều đáng nhắc tới chính là ngay phía trước gương đồng, nổi lên một thứ đá cụi giống như ngọc thạch, toàn thân tràn ngập một cổ khí băng lãng, bên ngoài có một tầng sương lạnh. Cửu U Minh Thạch còn được gọi là cửu U Chi Chủng là vật chuẩn bị để tu Cửu U chi khí. Có thể nói là giá trị liên thành, vạn kim khó cầu, đủ để gây nên một trận tàn sát. Đây chính là Cửu U chi khí xếp hạng thứ 27. Cho dù là tông sư cũng không thể làm như không thấy, ai mà không có mấy người hậu bối nối giỏi, muốn bọn họ không kém gì người của đại tông môn đương thế, đây là vật chuẩn bị. Đậu Trường Sinh cầm gương đồng lên xem xét tỉ mỉ một hồi, đây chính là gương đồng bình thường, phía sau còn có ký hiệu đây là hôm qua đậu trường sinh mua ở trên phố hắn nhớ rất rõ ràng ai thở dài một hơi chuyện này nên làm như thế nào bây giờ địa vị âm cực tông quá cao lục phiến môn cũng thăng chức ngày mai còn có một phần thưởng đó đậu trường sinh buồn rầu quá mà không bản thân hắn vẫn là muốn giả chết thoát thân gián điệp không phải chính đạo quá nguy hiểm nhân vật đậu trường sinh. Thiên phú. Đao đạo tông sư, hàng xương chi thể. Cảnh giới. Đoán thể viên mãn. Giá trị tu vi. 200, võ học. Võ kinh đoán cốt thiên, lưu tinh thất đao trảm, cửu minh u thạch và cửu u hàng xương quyết, có được không xuất hiện trong giới thiệu nhân vật, xem ra đây là thứ tự bản thân hắn nắm giữ, còn có công pháp chưa từng học sẽ không xuất hiện. Ánh mắt Đậu trường sinh ngưng tụ, nhìn chầm chầm vào hàng xương chi thể. Hàng xương chi thể. Thiên phú thượng đẳng, trời sinh thích hợp tu hành công pháp hệ hàng. Đậu trường sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, tư chất của bản thân không xuất sắc lắm, đoán chừng ở giữa trung đẳng, muốn làm môn phái hạng ba cũng phải có tư chất tốt, không dám nói là đệ tử trưởng môn nhưng cũng là trụ cột vững vàng. Nhưng ở tầng tứ như chính đại thượng tông, đậu trường sinh cũng chỉ là bình thường, xem như miễn cưỡng đạt đến hợp lệ, cũng chính vì nguyên nhân này đậu trường sinh mới trở thành người được điều động đến đại chu làm gián điệp nếu như phát hiện hàng xương chi thể này là thiên phú thượng đẳng âm cực tông cũng sẽ không từ bỏ mà ném hắn đến chỗ lục phiến môn sinh mà có dị tượng trời sinh thần thể dạng thiên kiêu yêu nghiệt này thật sự quá ít trong lòng tán thưởng một câu võ kinh không hổ là đứng đầu trong trăm kinh của đại chu chỉ là phần cơ bản nhất của đoán cốt phần đạt đến viên mãn đã có thể thoát thai hoán cốt có năng lực tái tạo căn cốt. Đậu trường sinh cũng hiểu được, muốn đoán cốt phần đạt đến viên mãn đó là chuyện rất vất vả, nhất định phải phối hợp với một loại thuốc tắm nào đó, hoặc là nghi thức đặc thù, hắn có thể hoàn thành chẳng qua là có kim thủ chỉ mạnh mẽ mà thôi. Đưa tay nắm lấy đá cùi cửu U Minh Thạch, trong lòng đậu trường sinh thầm nhũ. Phía trên, cửu U Hàng Sương Quyết, có hai chữ Hàng Sương, chắc rằng là tuyệt phối với thiên phú của mình. Đợi đến khi hắn tu hành nhất định là tương đối phù hợp, làm ít hưởng nhiều. Cũng không biết là vị sư phụ đó phát hiện hắn là hàng xương chi thể hay chỉ là một lần trùng hợp. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tính toán tu hành, Cửu U Hàng Xương Quyết, môn công pháp này quá tốt, thật sự là không cách nào ngó lơ. Cửu U chi khí, xếp hạng thứ 27. Cửu U Minh giáo ở tiền triều cũng là đại tông đương thế. Đó là môn phái không yếu hơn so với chính đại thượng tông tông môn, từ trước đến nay đều là kẻ thù với Âm Cực Tông, hai bên tranh hùng hơn ngàn năm, cho đến những năm cuối tiền triều, bởi vì bị cuốn vào trận chiến phong tiên mới hoàn toàn mai một đi. Bị Âm Cực Tông đánh tan, cướp đoạt phần lớn truyền thừa, chỉ có một ít dương nghiệt phân tán khắp nơi. Hiện nay hắn chính là dương nghiệt của Cửu U, tổ tiên ngày xưa là tứ đại đệ tử chân truyền của Cửu U Minh giáo, Đậu Bình An. Khốn khiếp suy nghĩ một chút vị sư phụ bỗng dưng có được này cũng không có ý tốt cũng có suy nghĩ bản thân hắn thông đồng với dương nhiệt cửu u đậu trường sinh mới giật mình như tỉnh lại ở trong mộng vì sự phu bỗng nhiên có được này nhìn thì như dễ lừa gạt thực ra cũng không phải là đèn đã cạn dầu đây là lưỡi câu bọc đường mật nhưng đậu trường sinh lại dự định nuốt vào tính thời gian hắn làm gián điệp cũng không dài đợi đến lúc có cơ hội trực tiếp giả chết chạy trốn có kim thủ chỉ ở đây thiên hạ có nơi nào mà không đi được nuốt cửu u minh thạch vào một cổ khí băng lãnh lạnh thấu xương sinh ra ở bên trong tràng đạo đậu trường sinh rùng mình một cái sự băng lãnh phát ra từ trong xương quả thực giống như là linh hồn bị đóng băng đậu trường sinh không dám lơ là bắt đầu ngủ tâm hướng lên trời trong đầu sớm đã nghiên cứu cửu u hàng xương quyết không dưới trăm lần bắt đầu dựa vào trình tự chi tiết dẫn đạo một dòng khí lạnh này Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Bác phẩm 2 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một phần số lượng từ của cửu U Hàng Sương Quyết cũng không phải quá nhiều, chỉ ước chừng hơn ngàn chữ, chữ như châu ngọc, huyền ảo khó lường. Nhưng chú giải liên quan lại trọn vẹn không ít hơn ba vạn chữ. Đã tăng hơn gấp 10 lần, chú giải rất kỹ càng. Nói đến thuật ngữ liên quan đây không phải là chỗ khó gì, Căn bản của đầu trường sinh rất vững chắc, rất nhiều bí tịch huyền công giống như thành ngữ có cách giải thích khác nhau, đây là thủ đoạn khống chế công pháp của tông môn. Cho dù bí tịch bị tiết lộ, nếu như ngươi muốn dựa vào đó tu hành nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Còn có một số không dùng văn tự viết, đều cần nhờ sư phụ chính miệng dạy bảo. Mà kinh mạch, huyệt đạo và các thứ đều phải học. Không hiểu, dù có bí tịch tuyệt thế thần công, ngươi cũng xem không hiểu luồng khí lạnh lưu chuyển toàn thân theo 12 kinh mạch, bắt đầu khuếch tán ra khắp nơi giống như lưới tơ nhện lưu chuyển đến kinh mạch toàn thân. Cửu phẩm đột phá đến bát phẩm, cần thai ngén khí chủng, sinh ra khí cảm. Cửu u minh thạch này giống như khí chủng, sau khi nhập thể đã bạo phát, sau đó lưu chuyển đến kinh mạch toàn thân, trong đan điền của đậu trường sinh nổ vang một tiếng giống như vũ trụ sơ khai, xuất hiện hỗn độn. Bỗng nhiên một tia khí xuất hiện, từng tia từng sợi cửu u chi khí bắt đầu không ngừng sinh ra. Sau cùng đang điền bị từng sợi cửu u chi khí lấp đầy, bỗng nhiên một cổ sức mạnh sinh ra, đầu trường sinh ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời đột nhiên sinh ra một cổ xúc giác, một cổ sức mạnh trong đang điền muốn dâng lên. Chỉ cần sức mạnh này xuất hiện, bản thân hắn không làm gì được. Đầu trường sinh mở to mắt, con ngươi sáng ngời, giống như là có điện quang lấp lóe, một ngón tay nhẹ nhàng bấm vào chiếc bàn ở cạnh đầu giường cửu u chi khí ở trên ngón tay hiện ra chất gỗ mặt bàn mềm mại giống như là đậu phụ một ngón tay nhẹ nhàng lúng vào trong gỗ để lại dấu tay trên ngón tay hiện ra cửu u chi khí thâm đen như thủy mặt hiện ra khí âm lãnh đơn thuần mà không tạp chính mà không tà nhìn đầu ngón tay đen như mực cửu u chi khí ở bên trên không ngừng lui lại lại khôi phục về màu da bình thường lần nữa đây chính là sức mạnh siêu phàm đậu trường sinh nhìn ngón tay mình Ánh mắt ngây dại. Bác phẩm luyện khí cảnh, võ đạo đến đây đã bắt đầu siêu phàm thoát tục, chính thức kéo ra tranh giới với người bình thường. Lúc này thực lực của bản thân hắn đã mạnh hơn gấp đôi, nếu như gặp lại vạn tam đậu trường sinh căn bản không cần mở, đao đạo tông sư cũng có thể đánh bại vạn tam. Cửu U Chi khí chính là ngang ngược như thế. Ánh mắt nhìn về phía danh sách thuộc tính. Cửu U hàng xương quyết, phần luyện khí, tiểu thành. Giá trị tu vi. 1, 1, bước qua nhập môn trực tiếp tiểu thành bước kế tiếp chính là đại thành đây là có thêm thiên phú bản thân củng cố cũng là hiệu quả của cửu u minh thạch rất tốt đây chính là nội tình của đại tông đương thế nếu như tiểu môn tiểu phái thì vẫn còn đang hết sức dãy dụ lựa chọn loại khí nào làm sao để luyện hóa đó một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai thức dậy sau khi đậu trường sinh rửa mặt ăn mặc chỉnh tề đẩy cửa phòng ra đi về phía phòng bộ khoái chu tước phường đậu trường sinh vừa đi vào đã có một người bộ khoái lao tới trong tay bê một chồng công văn sau khi nhìn thấy đậu trường sinh không khỏi mở to hai mắt không khỏi thốt ra một câu sao chổi sau đó ánh mắt nhanh chóng rời đi không dám nhìn đậu trường sinh thận trọng lách người đi qua đậu trường sinh không cẩn thận một phần công văn rơi xuống sau khi đậu trường sinh đưa tay nhặt lên nói một câu về phía người bộ khoái đó Câu nói này giống như là ma âm đòi mạng. Bộ khoái kia giống như phải chịu kinh hãi, trực tiếp bắt đầu nhanh chân chạy, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Đậu Trường Sinh. Chỉ còn lại Đậu Trường Sinh đang cầm một phần công văn. Nhìn những bộ khoái top 5 top 3 đứng đó không xa nói chuyện, cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Đậu Trường Sinh hỗn loạn đứng trong gió. Ngu không ai bằng. Không cần để ý đến cách nhìn của đám người tầm thường một giọng nói khinh thường vang lên, một thanh niên chừng 20 tuổi bước tới, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt cực kỳ sáng ngời ánh mắt nhìn về phía đầu trường sinh, lộ ra nụ cười thân thiện, cười tủng tỉm mở miệng giảng giải nói. Cửu phẩm đoán thế cảnh mà bắt giữ được bác phẩm luyện khí cảnh. Bản lĩnh như vậy cho dù là ở trong lục phiến môn của ta cũng tương đối hiếm có. Cái gì mà sao chổi, chẳng qua cũng chỉ là sự đố kỵ của những kẻ tầm thương. Trong khoảng thời gian này có những lời đồn đánh giá như thể hắn là thiên sát cô tinh, người phiền chó ghét, nếu Đậu Trường Sinh thật sự cố gắng lừa họ cũng coi như xong, quan trọng là Đậu Trường Sinh chẳng những không làm, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Hiện giờ cuối cùng cũng xuất hiện một người hiểu mình, Đậu Trường Sinh lộ vẻ cảm động, tri âm mà. Một người có ý, một người có lòng. Cảm tình giữa hai người nhanh chóng tăng lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ có hảo hữu v một giật mình, đậu trường sinh đang nói say sưa. Dương mắt nhìn sắc trời một chút, đậu trường sinh ấy nấy mở miệng nói. Xin lỗi trịnh đại ca, ta còn phải đi gặp tổng bộ đầu. Trịnh Thế Minh mỉm cười nói. Không cần phiền toái như vậy, chuyện thăng cấp ngân chương bộ khoái, hôm qua cũng đã làm được rồi. Hôm nay đến kho vũ khí nhận phi điểu phục và nhân nghĩa đao trước, rồi đến chỗ tổng bộ đầu báo cáo là được. Cái này có thể được sao? đậu trường sinh do dự, trịnh thế minh thuận miệng trả lời. Được. Đưa tay nhẹ nhàng túng lấy đậu trường sinh, hắn ta đã đi về phía kho vũ khí. Quỳnh quỳnh. Tiếng gõ liên tục vang lên. Cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng phát ra âm thanh nặng nề. Một lúc lâu truyền ra một giọng nói không kiên nhẫn, tương đối chói tai. Ai vậy? Cửa sắt nặng chậm rãi mở ra, một nam tử trung niên mặt trắng không râu dựa vào trên cửa sắt, người giống như cây gai gầy. Đôi môi khô nứt nẻ trắng bệt, đầu lưỡi khẽ mím lại, nhìn về phía Trịnh Thế Minh bắt đầu nói. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là nhi tử của tổng bộ đầu, tiểu trịnh bộ đầu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Chúc mừng ký chủ có hảo hữu V1. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trịnh Thế Minh đưa tay chỉ vào đầu trường sinh nói. Triệu Tổng Quảng đậu trường sinh đã thăng cấp lên nhân chương bộ khoái đến đây lĩnh phi điểu phục và nhân nghĩa đao đôi mắt hẹp dài của triệu tổng quản lúc nhìn về phía đậu trường sinh thì nheo lại hiện ra nụ cười sáng lạng cười tủng tỉm thì ra là sao chổi cửu phẩm đánh bại bác phẩm nha nghe nói mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều sẽ khắc chết đồng bạn việc này là thật sao triệu tổng quản lộ vẻ tò mò không có chuyện này đều là vu khống trịnh thế minh trả lời thay đậu trường sinh giọng nói chắc như đinh đóng cột cực kỳ dứt khoát triệu tổng quản không có được những lời bàn tán mà hắn ta quan tâm hiện ra vẻ thất vọng không quan tâm đậu trường sinh và trịnh thế minh nữa trực tiếp đi vào kho vũ khí một thiếu niên đội mũ nhỏ hai tay cầm trang phục và đau đi ra giao đồ tới tận tay đậu trường sinh nhìn cánh cửa sắt lớn đóng lại một lần nữa trịnh thế minh mở miệng giải thích với đậu trường sinh ngân chương bộ đầu phối với phi điểu phục nhân nghĩa đao phi điểu phục được dệt từ sợi tơ tầm nam châu long lĩnh bên trên theo tô châu bạch điểu cái này do một trong sáu ti là thiên công ty đặc biệt luyện chế đau thương bất nhập đủ để bảo vệ tâm mạch phi điểu phục tuy rằng mềm mỏng nhưng nó không thể bị hư hại bởi một lưỡi dao sắc bén chất liệu của nhân nghĩa đao rất đặc biệt lưỡi dao được mài dỗ hàng ngàn lần bôi máu dị thú vô cùng sắc bén đau thương không lành cả hai đều là bảo vật đã đạt tới cấp bậc linh khí trịnh thế minh giống như một đại ca ca tri kỷ không ngừng giảng giải cho đậu trường sinh đồng thời dẫn đậu trường sinh đi tới chỗ tổng bộ đầu tổng bộ đầu mặc kỳ lân phục không giận tự uy toàn thân lộ ra một cổ uy thế làm cho người ta có cảm giác hắn ta không dễ ở chung sau khi nhìn thấy đậu trường sinh bình thản nói ngân chương bộ khoái đã là chức quan chính thất phẩm mỗi tháng được hưởng một số lượng đang dược phù hợp, ba ngày sau chính là tài thần đại hội, tiền bạc khen thưởng coi như xong, cho người tư cách tham gia tài thần đại hội. Tài thần đại hội Đậu trường sinh biết Đây là một đại hội chấn động thần đô. Tương truyền là tài thần các tổ chức, là một hoạt động tán tài. Chỉ cần có được tư cách tham dự, sẽ thu được ngàn lượng bạc, có thể sử dụng ở nhiều cửa hàng dưới danh nghĩa của tài thần các. Tại thần đại hội hàng năm có thể nói là được thần đô yêu thích. Dù sao cũng là bạc trắng bóng, ai lại không thích. Một danh ngạch này chính là vàng bạc thật, nó luôn có giá trị, hơn nữa còn không chỉ như vậy, nghe nói còn có một loạt chỗ tốt khác. Gần đây có những tin tức liên quan được thổi phòng ở khắp mọi nơi. Đầu trường sinh nghe thấy mình có được tư cách, tim trong lòng cũng đập thình thịch. Ngân chương bộ khoái có thể đứng đầu một đơn vị bộ đầu ở địa phương, trưởng quản hình sự ở trong thần đô cũng có thể phụ trách một bộ khoái khác. Tuy nhiên thép tốt nên được sử dụng trên lưỡi đao, Chu Tước Phường chúng ta đứng thứ tư trong 36 phường ở thần đô, có rất nhiều quyền quý sống ở đó. Có bốn bang là Giáp, Ất, Bính, Đinh, toàn bộ đều là tinh nhuệ, Kim Chương Bộ Khoái là bộ đầu, Ngân Chương Bộ Khoái là binh, phụ trách điều tra trọng án. Trịnh Thế Minh chính là Giáp Bang Bộ Đầu, ngươi đi Giáp Bang đi. Vâng. Đậu Trường Sinh đáp một tiếng, thấy tổng bộ đầu phất tay xoay người sải bước trời đi. Vẻ mặt nghiêm túc của tổng bộ đầu trở nên nhẹ nhàng, đường cong cứng trắng nhu hòa, ánh mắt hiền lành nhìn Trịnh Thế Minh, mở miệng khuyên giải. Sao chổi vừa rồi mặc dù là giả, nhưng sau khi đậu trường sinh vào làm việc mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ đều có hy sinh. Loại người này vẫn nên ít tiếp xúc, điều đến ấp bang là tốt nhất. Tổ tiên đậu gia bình an, xếp thứ tư chân truyền của cửu U Minh Giáo, trịnh gia chúng ta chỉ là đệ tử bình thường của cửu u minh giáo nếu không phải thái tổ hoàng đế lập nên lục phiến môn tổ tiên từ đó mượn thế mà đứng lên cũng sẽ giống như đậu gia đã sớm xuống dốc hiện giờ có cơ hội đạt được truyền thừa của đậu gia bổ sung toàn bộ vào trịnh gia chúng ta đây là một cơ hội để trịnh gia tiến thêm một bước chỉ có xuất ra tông sư tam phẩm trịnh gia chúng ta ở trong lục phiến môn mới có thể có được quyền nói chuyện tổng bộ đầu nhìn giả tâm trong đôi mắt trịnh thế minh không khỏi khẽ lắc đầu nói đậu gia đã xuống dốc nhiều năm không nên có quá nhiều hy vọng đi trông cậy vào đậu gia ngươi vẫn là thành thật thu tâm đã thông thiên địa huyền quang mở pháp mạch hóa cương khí thành pháp lực đột phá đến lục phẩm đặt chân vào bên trong cảnh giới tam phẩm nếu có thể lọt vào danh sách cho dù là vị trí cuối cùng cũng sẽ nhận được nhiều tài nguyên từ lục phiến môn võ đạo mấu chốt là không ngừng tiến lên ngươi cứ tính toán như vậy tạp niệm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đường phía trước. Trịnh Thế Minh không ngừng gật đầu, tán thành nói. Sau tài thần đại hội ta sẽ bắt đầu bế quan khổ tu tranh thủ sớm ngày bước vào tam phẩm, tranh giành một vị trí. Trở về chuẩn bị. Trịnh Thế Minh xoay người đưa lưng về phía tổng bộ đầu, sắc mặt thờ ơ, hiển nhiên là đối với những lời khuyên này không nghe vào. Tổng bộ đầu thở dài một hơi. Đứa con trai này quá thông minh không khỏi làm cho mọi người lo lắng. Ba ngày sau, Chu Tước Phường. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Con đường chính lát đá xanh, xe ngựa qua lại khiến đường xá trở nên chen chúc. Đậu trường sinh nhìn bánh xe chạy qua trước mặt, ánh mắt nhìn bốn phía xe ngựa đều là lụa tinh xảo đắt tiền, cửa sổ nạm vàng khảm bảo bị một tấm lụa màu lam nhạt che khuất. Chu Tước Phường quyền quý đông đảo, đậu trường sinh bình thường cũng nhìn thấy không ít xe quyền quý, nhưng bạn về xa hoa, chiếc xe ngựa này cũng là số một không giàu thì quý sao đậu trường sinh trong lòng thở dài một hơi ở thần đô không dễ dàng một chút bỗng lộc này của hắn miễn cưỡng cũng chỉ sống qua ngày sau khi trở thành ngân chương bộ khoái thì tốt hơn không ít nhưng cũng chỉ là khá hơn mà thôi muốn hào xe mỹ quyến nếu được đến huyện thành ngân chương bộ khoái của hắn mới phấn chấn đứng lên được muốn một chiếc xe ngựa tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 10 Núi Bạc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đúng là mơ mộng hảo huyền Không nói đến nơi đậu trường sinh ở đó là phòng mà lục phiến môn sắp xếp cho Nơi này tương đối nhỏ, không có chỗ để cất giữ chứ đừng nói đến một chiếc xe ngựa Con ngựa này giá cả không hề rẻ Sau khi mua về còn phải cho ăn cỏ Còn phải thuê một người coi ngựa, thêm một người một ngựa Chỉ bỗng lộc này làm sao đủ hai đời làm người vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Tại thần đại hội được tổ chức, Chu Tước Phường trở nên náo nhiệt. Người trong các phường khác bắt đầu tràn vào Chu Tước Phường, sau khi đi tới địa điểm tổ chức đậu trường sinh có thể nhìn thấy hai bên đường, một lượng lớn xe ngựa đã dựng lại. Một nam tử mập mạp, đường nét khuôn mặt nhu hòa, đôi mắt nhỏ hẹp, cười rộ lên thì mắt hiếp thành đường thẳng, mặt trường bào màu đỏ thẫm đứng trong đám người như hạt giữa gà, đang ở cửa tự mình nên đón khách thấy đậu trường sinh đi tới ánh mắt sáng ngời nâng cánh tay thô ngắn lên chào hỏi với đậu trường sinh đậu trường sinh đậu đại ca một chiếc áo choàng màu đỏ diễm lệ nam tử mập mạp thật là làm đỏm tính cách cũng đã quen thuộc đi tới bên cạnh đậu trường sinh đưa tay bắt lấy bàn tay đậu trường sinh thân thiết chào hỏi ngươi có thể tham gia tài thần đại hội thật sự là làm cho tiểu đệ vui vẻ đậu đại ca cửu phẩm mà đánh bại bác phẩm Bản lĩnh như vậy thật sự là rất giỏi. Cái miệng nhỏ nhắn như được bôi mật, gọi đại ca hết lần này đến lần khác, ngọt đến không cần thiết. Có vị khách khác đến lúc này mới buông lỏng bàn tay đậu trường sinh, giống như ác cẩu vô thức ăn, nhào tới vị kế tiếp thân thiết bắt tay. Không nên bị sự nhiệt tình của hắn lừa gạt. Tuổi của vị tiền tiểu cửu ở tài thần các này cũng không quá lớn, có thể thấy được người thì nói tiếng người, bản lĩnh gặp quỷ nói tiếng quỷ, đúng là trò giỏi hơn thầy. Trịnh Thế Minh và Đậu Trường Sinh cùng nhau đi vào bên trong, đồng thời Trịnh Thế Minh hạ thấp giọng tiếp tục giới thiệu. Tiền gia tài thần các, công pháp đặc biệt, chủ yếu chính là một chữ tiền. Tụ tài, tán tài, đều là tu luyện. Thiên hạ tiền tài giống như nước chảy, đưa tay vớt lên, sẽ trượt khỏi từ những khe hở ở ngón tay, tụ tài chi đạo quá mức gian khổ, nhưng tán tài thì lại đơn giản. Cho nên những năm qua tài thần các đều tổ chức tài thần đại hội, Mục đích là tán tài, bồi dưỡng thành viên giọng chính, cũng có ý kết thiện duyên rộng rãi. Lúc này quy mô tài thần vượt qua các năm trước, chuyên tổ chức cho tiền tiểu cửu, sau đó tu vi tiền tiểu cửu đột nhiên tăng mạnh, vào nhân bản là điều tất nhiên, phải xem có thể lọt vào 10 vị trí đầu tiên hay không. Vẻ mặt Trịnh Thế Minh hâm mộ, trong con ngươi hiện ra ghen tị mạnh mẽ. Nếu hắn ta có xuất thân như vậy, sớm đã bái vào môn hạ đại tông sư, tên ghi nhân bản cần gì phải ở đây mà khổ sở dãy dụ nửa vời, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đầu trường sinh. Hy vọng đầu gia truyền thừa hoàn hảo, có thể bổ sung toàn bộ khuyết điểm, để cho hắn ta ngưng luyện ra cửu ngục cương sát, có căn cơ hùng hậu đặt chân vào tông sư. Đầu trường sinh cũng rất hâm mộ, người không thể xem bề ngoài, tiểu mập mạp kia không hề nhìn ra hắn là yêu nghiệt có thể tranh phong với đại tông đương thời. Ghen tị. Nếu mình trở thành tiền tiểu cửu, trực tiếp đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Đậu trường sinh xuyên qua đám người dương mắt nhìn vào bên trong, vừa nhìn tròng mắt đều đỏ lên. Đó là một ngọn núi bạc xếp đóng. Toàn bộ đều là ngân nguyên bảo trọng chất mà thành, là bạc trắng lóa. Màu sắc trắng như tuyết, sáng ngời, giống như dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh ánh sáng màu bạc. Cái gì gọi là giàu có? Hôm nay đậu trường sinh tận mắt nhìn thấy không riêng gì đậu trường sinh trận mắt khá hốc mồm, cho dù là trịnh thế minh cũng không khá hơn bao nhiêu. Đây là bao nhiêu tiền? Một trăm vạn lượng bạc. Đậu trường sinh lẩm bẩm, có người ở bên cạnh tự động trả lời. Một trăm vạn lượng bạc để cùng một chỗ thật sự là quá chấn động. Nếu như toàn bộ chỗ này đều là của hắn, chỉ cần đưa lên xe cũng không biết cần bao nhiêu xe mới có thể đủ. Thực lực của tài thần các đã phá vỡ nhận thức của đậu trường sinh. Ấn tượng trong lòng đối với tài thần Các bắt đầu không ngừng cao lên, Đậu Trường Sinh phải thừa nhận mục đích của tài thần Các đã đạt được, cảnh tượng trung động như vậy đủ để làm kinh động cả thần đô, nhìn thấy một màn này đủ để khoe khoang cả đời. Có thể xuất ra hơn trăm vạn lượng bạc tiêu xài, tài thần Các rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Dưới ánh mặt trời, lưới tơ hơi hiện ra. Sợi tơ mảnh khảnh, thật giống như mạng nhện dệt lên vây quanh núi bạc. Nếu không có phản xạ ánh sáng mặt trời, bằng mắt thường không thể phát hiện ra đây là bảo vệ núi bạc dù sao đây cũng không phải là núi bạc thật sự mà là ngân nguyên bảo chồng chất mà thành nếu như để cho người ngoài tiếp cận cho dù lấy đi một cái ngân nguyên bảo vậy cũng tổn thất tiền tài đậu trường sinh nhìn xung quanh phát hiện nơi này càng ngày càng nhiều người ánh mắt đám người cực nóng nhìn về phía núi bạc trong con ngươi lộ ra sự tham lam thật sự nhìn thấy cảnh này hiếm có thể duy trì bình tĩnh thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi ích. Quả nhiên là tài lộc động lòng người. Nhiều người dung tục đến đây như vậy. Giọng nói khinh thường vang lên, một tịch y bào bằng vải sa tanh màu xanh, bên trong áo lộ ra viền hoa dâm bụt rỗng màu bạc. Bên hông đeo ngọc lục bảo xinh đẹp, công tử tuấn tú trong tay cầm một cây quạt gấp chậm rãi đi tới. Nhìn thoáng qua núi bạc, trực tiếp lắc đầu nói. Vốn tưởng rằng lần này có thể văn nhã một chút, xem ra bổn công tử đã coi trọng bọn họ vẫn tục như vậy tam nhi trở về đi công tử vẫn nên chờ một chút tiền bạc này hơi tục nhưng ngộ đạo trà vẫn có thể uống nhìn một chủ một tớ không coi ai ra gì cùng nhau rời đi đậu trường sinh thờ ơ chu tước phượng là nơi rất đông quyền quý càng ngang tàng cũng không phải không có lúc này mới lần đầu thấy được đối với bọn họ trực tiếp xử lý lạnh coi không tồn tại bả vai bị đẩy trịnh thế minh cũng không quan tâm, coi như một chủ một tớ không tồn tại, nói đậu trường sinh một tiếng. Đi thôi. Tìm một chỗ nghỉ chân, ăn chút điểm tâm trái cây, chờ bái tài thần lĩnh tiền bạc. Ha ha, đậu trường sinh ta có thể là người tham tài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.